ngăn ngừa mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Ngoài việc uống cà phê có chừng mực, bạn có thể áp dụng một số biện pháp dưới đây để giảm mệt mỏi sau một đêm bị mất ngủ, cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé. Số 1, uống nhiều nước. Chúng ta mệt mỏi khi bị mất nước. Vì vậy, càng uống nhiều nước bạn càng cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn. Bên cạnh đó, việc uống nhiều nước có thể khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn. Đây là cách đơn giản để bạn thường xuyên đi lại, năng động hơn và không ngủ gật tại bàn làm việc. Mẹo nhỏ là bạn có thể thêm một ít chanh vào cốc nước để tăng hương vị. Số 2. Uống cà phê ở mức độ vừa phải. Cà phê in có thể giúp ích khi bạn cần tăng cường năng lượng, miễn là bạn không lạm dụng nó. Ví dụ, hai tách cà phê sẽ mang lại cho bạn sự tỉnh táo. Tuy nhiên, uống nhiều hơn mức đó cũng không giúp bạn tỉnh táo hơn, thậm chí gây quá mức, đặc biệt nếu bạn còn tiêu thụ nhiều loại đồ uống chứa cà phê in khác như trà, nước tăng lực trong cả ngày. Số 3. Vận động nhiều tập luyện là cách tuyệt vời để đánh thức cơ thể. Thói quen này làm tăng năng lượng và mức adrenaline thông qua tuần hoàn và tăng tốc độ trao đổi chất. Những thay đổi này sẽ giúp bạn duy trì năng lượng, thể lực suốt cả ngày, đặc biệt sau một đêm thiếu ngủ. Tập thể dục cũng giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Nếu bạn không có thời gian để tập luyện, chỉ cần chạy lên, xuống cầu thang hoặc đi bộ trong thời gian nghỉ ngơi. Số 4. Hạn chế ăn nhiều Bạn nên tránh ăn các bữa ăn lớn, đồ ăn vặt hoặc quá nhiều carbon hydrate. Những loại thức ăn này càng khiến bạn buồn ngủ. Thay vào đó, bạn nên ăn nhẹ, lựa chọn thực phẩm chứa nhiều protein. Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau, sữa chua, thịt gà, cá là những thực phẩm giúp bạn tỉnh táo và không gây mệt mỏi. Số 5, tắm nước lạnh. Điều này sẽ kích thích cơ thể vì cú sốc đột ngột thường giúp bạn tỉnh giấc. Tất nhiên, bạn không thể tắm nước lạnh nhiều lần trong ngày. Nếu bạn đang làm việc, hãy thử tạt một ít nước lạnh vào mặt trong nhà vệ sinh hoặc đặt viên đá lạnh vào cổ tay hoặc xoa vùng thái dương. Số 6, nhai kẹo cao su. Các nhà nghiên cứu phát hiện nhai kẹo cao su có thể làm giảm cơn buồn ngủ vì nó tăng cường hoạt động của não. Nếu muốn tận dụng tối đa hiệu quả của kẹo cao su, bạn hãy chọn loại có hương bạc hà vì bạc hà cũng giúp kích thích não bộ. Số 7, tránh lái xe. Lái xe khi bạn đang mệt mỏi là điều rất nguy hiểm. Thay vì chấp nhận rủi ro này, bạn nên đi taxi, phương tiện công cộng hoặc đi nhờ xe đồng nghiệp, người thân. Không chỉ ngăn nguy cơ gặp tai nạn, bạn thậm chí có thể tranh thủ chợp mắt vài phút trên đường đi làm. Số 8, ngủ trưa. Nếu bạn có thể, bạn nên cố gắng ngủ trưa khoảng 20-25 phút. Đây là cách tuyệt vời để nạp năng lượng cho tâm trí cơ thể. Tuy nhiên, ngủ trưa lâu hơn thế sẽ khiến bạn càng buồn ngủ và có thể tiếp tục bị mất ngủ vào buổi tối hôm đó. Trên đây là 8 cách giúp bạn giảm mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Hãy lưu lại và áp dụng khi cần nhé. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cho giúp mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.